Những điều nên áp dụng trong gia đình. Thế gian suy mạc, ít có nhà hiền lương tốt đẹp. Cõi thiên cung thì phước báo càng tăng. Tôi thường nghe rằng, một việc lành có thể hóa giải điềm dữ, huống chi có thể ban ơn cứu nhiều mạng sống. Ông bà cha mẹ trước có kiên trì giữ giới không giết hại, thì cháu con về sau mới có thể noi theo khuôn phép. Đừng xem nhẹ sinh mạng nhỏ nhoi của muôn loài vật. Xin hãy thử lắng nghe kẻ quê mùa này. Người có đức hiếu sinh thì ngay trong gia đình mình nên có sự giáo hóa bằng đạo lý nhân từ, khiến cho tất cả mọi người, trên dưới già trẻ lớn bé, đều không bao giờ nghĩ đến việc giết hại vật mạng. Đó là điều đáng quý nhất. Vào những ngày kỵ dỗ, sinh nhật nên thiết lập thành thông lệ, thường mua vật mạng phóng sinh. Gia đình tu tích phước đức nhiều đời, nếu muốn cảm hóa những người trong tộc họ, không gì hơn là ngay trong gia phả của tộc họ, cùng thảo luận đưa vào một bản công ước để tất cả mọi người cùng tuân theo. Trong đó quy định rõ, người trong tộc họ dù nghèo khổ phải tìm việc mưu sinh, cũng nhất quyết không được làm các nghề đồ tể, mua bán rượu thịt, làm đầu bếp, lưới cá, săn bắn, bẫy thú. Hết thảy các nghề liên quan đến giết hại vật mạng đều không được làm. Cũng không được làm nghề chế tạo các công cụ giết hại chim cá cầm thú như lưới, nơm, chĩa đâm, cung tên, súng, lòng nhốt thú. Nếu có người trong tộc họ vi phạm vào công ước này, thì vị trưởng tộc sẽ nhóm họp tất cả mọi người nơi từ đường của tộc họ và nghiêm trị kẻ vi phạm về tội bất hiếu. Đối với những người giúp việc trong gia đình, nếu có ai theo các nghề nghiệp giết hại vật mạng, phải khuyên bảo họ gấp rút sửa đổi, nếu không nghe, liền trục xuất ra khỏi nhà. Người dân thường sở dĩ dám dựng đăng, đặt lờ bắt cá giữa sông, vi phạm lệnh cấm, thường là dựa vào các nhà hào phú quyền thế. Nhà quyền thế tham mối lợi từ những lễ vật biếu xén, nên buông thả cho họ phạm pháp, tạo nghiệp giết hại. Người có đức hiếu sinh phải thận trọng giữ mình, chớ tham mối lợi ấy. Một số vùng ven biển có lệ, điền chủ khi thu tô thuế của tá điền, mỗi mẫu đất đều kèm theo một số gà vịt, nên khuyên các nhà có ruộng thay đổi lệ ấy, chuyển sang dùng các vật phẩm thay thế khác. Gà, chó, chim ưng, mèo, cá vàng, dế đá, cùng những con vật làm hại đến vật khác, đều không nên nuôi dưỡng trong nhà. Lúa chưa xây thành gạo thì dù để qua năm cũng không thay đổi mùi vị. Sang mùa hạ, mùa thu, cần dùng lúc nào thì xây ra lúc ấy. Mùi vị không khác gạo mới, lại không có sâu mọt sinh ra. Vì thế, thay vì tích trữ gạo thì nên tích trữ lúa. Sâu mọt sinh ra trong gạo đa phần đều bị chết trong lúc mang ra làm sạch, vò gạo nấu thành cơm. Vì thế, nên tính toán trước số gạo sẽ dùng mỗi ngày, lấy ra trước đó vài ba hôm, trải mỏng hông trên mặt đồ chứa, để cho sâu mọt có cơ hội bò thoát đi hết, rồi mới dùng đến. Nếu vẫn còn sót lại con nào, nên dùng một món đồ chứa đã bỏ đi, để cho chúng vào đó. Trong gạo còn có một loại trùng cực nhỏ, chỉ như lớp phấn bao quanh hạt gạo, số lượng nhiều vô cùng. Loại trùng này thường do gạo để gần chất gỗ ẩm ướt mà sinh ra. Vì thế, nắp gỗ đậy trên khạp gạo phải giữ thật khô ráo. Dụng cụ để hông gạo trước khi nấu cũng vậy. Nắp gỗ đậy khạp gạo nên cất riêng một nơi, sang năm sau dùng lại, đừng dùng làm củi đốt. Như vậy, không chỉ tránh cho trùng sinh ra trong gỗ không bị đốt cháy, mà còn giúp giữ cho gạo có màu trắng sạch. Không nên chất củi ở gần nơi đặt hạp gạo, vì trong gạo có rất nhiều những con trùng nhỏ. Nếu đặt gần củi, chúng sẽ chui vào trong củi, sau đó phải bị đốt cháy. Lúa mạch chứa trữ rất dễ sinh ra sâu bướm, nên mang phơi ngoài nắng nóng khoảng vài ba hôm cho chúng đi hết, rồi mới chứa vào vựa. Sau khi cất chứa trong vựa, phải tránh không cho gió vào gây ẩm. Nếu số lượng quá ít, không đủ cho vào vựa, phải chứa trong khạp thì nên trải một ít tro trên bề mặt để hút ẩm. Trong trường hợp lúa mạch sinh ra quá nhiều sâu bướm,
nên cho vào một vật chứa riêng biệt để đợi chúng đi hết. Chứa củi trong bếp nên chọn nơi thật khô ráo. Phần củi ở dưới cùng thường ẩm thấp sinh trùng. Mỗi ngày nên mang ra phơi nắng một lần trước khi dùng để nấu nướng. Mỗi khi cần dập lửa, không được dùng nước có trùng trong đó, cũng không được ném củi cháy vào chỗ đất có trùng sinh sống. Vào mùa hè cúng tế táo thần hoặc nơi phần mộ tổ tiên, thường đốt giấy vàng bạc có thể làm hại đến sinh mạng những loài côn trùng nhỏ trên mặt đất bị đốt. Vì thế, nên chọn chỗ đất cứng chắc, quét sạch đôi ba lượt rồi nhanh chóng đốt ở trên đó để côn trùng không kịp tìm đến mà bị hại. Khi làm tương, nếu dùng nước mưa hứng vào tiết vũ thủy thì vị ngọt mà ít sinh trùng. Nếu phát hiện trong tương có trùng, nên chứa riêng ra một khạp, tìm cách tách hết trùng ra rồi mới cho vào lại. Nếu trong giấm ăn có sinh trùng, cũng làm như vậy. Trong mùa hè, các loại bột mì, bột gạo, bánh bột cùng các loại thức ăn ngon được lưu trữ, thỉnh thoảng đều mang ra phơi nắng để tránh sinh trùng. Vào mùa hè, các dược liệu chứa trữ cũng rất dễ sinh trùng. Người bào chế thuốc phải hết sức thận trọng. Mỗi khi cắt tóc vụn, không nên ném bỏ xuống sông. Vì tóc vụn vào bên trong vỏ các loại sò, ốc, hến, thì chúng sẽ bị tóc đâm mà chết. Những nô tỳ giúp việc thường ghét kiến bò lên bếp. Một khi nhìn thấy, ắt ra tay giết hại. Nếu mỗi buổi chiều đều chứa đầy nước trong nồi, thì kiến sẽ không thể vào nồi rồi bò qua bếp. Vào mùa hè, những người giúp việc trong nhà thường nhóm lửa trong các phòng để xua muỗi. Nhân đó rất dễ gây ra hỏa hoạn, nên phạt nặng việc này. Nước gội đầu hoặc tắm rửa đều có hơi nóng. Không được tùy tiện đổ tràn trên đất. Vì các tháng mùa hè thì khắp nơi trên mặt đất đều có các loại trùng nhỏ sinh sống. Khi rửa các thứ ướp muối cũng như đồ vật đựng muối, phải dùng nước trong pha loãng đi rồi mới được đổ lên mặt đất.